Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây tôi xin giới thiệu đến các anh chị và các bạn phần 2 trên 5 của bài 14 Trong phần này chúng ta cũng tìm hiểu bản từ mới Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi à, Từ thứ 11 chúng ta có từ mẫu Mẫu âm hán Việt là mau à, Mau có nghĩa là cái lông tơ mềm Ví dụ như là lông thỏ, lông cừu rồi thì là mau Chúng ta có từ lông vũ, lông mau đó rồi mẫu trong phạm vi của bài có nghĩa là hào. 10 à, hào thì được một đồng. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xéo chè, quả gió mãi lèn trang dỗ pheo Quả gió mãi lèn trang dỗ pheo Cô ơi tôi muốn mua hai con tem lèn trang, trang là lượng từ. Lèn trang dỗ pheo Nín do, chỉ mẫu ta. Anh cần cái loại tem mấy hào. Chỉ mẫu tơ ở đây có nghĩa là chỉ mẫu tơ dỗ pheo Lẹn tráng xưa mẫu ta. Lẹn trăng xưa mẫu ta. Hai con tem loại bốn hào. Dĩ côn ba mẫu. Dĩ côn ba mẫu tổng cộng là tám hào. Cấy nị xuyển. nì nị xuyển. À, tiền đây cô. cày ở đây không có nghĩa là cho mà có nghĩa là đưa. Trao nín lẹn mẫu. Trao nín lẹn mẫu. Trước đây từ trào có nghĩa là tìm kiếm Nhưng mà từ trào trong phạm vi của bài thì nó có nghĩa là thối Trào niến liền mẫu thối cho anh Hai hào Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào Xéo chè Wo giáo mãi liền trang dỗ phiêu Nín giao chỉ mẫu ta Liền trang sư mẫu ta Y cung ba mẫu Kỷ nì chén trào nến lèng mỏ Kế tiếp chúng ta có từ thứ 12 đó là tiên bò âm hán Việt là điện báo, à, với cái nghĩa là điện báo hoặc là điện tính. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. Xin quên, điện do mài Xin quên, do mài Xin hỏi anh muốn mua gì? Anh muốn mua gì? Hòa giáo phá tiên bò Hòa giáo phá tiên bò Tôi muốn gửi điện tính. Phá đây là động từ gửi. Nín dao phá tao nạ. Nín dao phá tao nạ. Anh muốn gửi đến đâu? Phá tao nạ. Tao sang Hải. Tao sang Hải. Đến Thượng Hải. Dao chỉ có xèo sữa. Dao chỉ có xèo sữa. À, mất mấy tiếng đồng hồ hoặc là cần mấy tiếng đồng hồ. U có xèo sữa. U có xèo sữa 5 tiếng đồng hồ. Họ, xe xe. vâng, cảm ơn. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xin quên, nín giáo mày sở mò. Ở tao nở. Tao sang chỉ có Họ, xe cái tiếp nữa chúng ta có từ thứ 13 đó là từ trựa Trựa âm hóa việc là chỉ à, Chỉ 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 có nghĩa là giấy Ví dụ chỉ tệ là tiền giấy Ở trong kinh tế học, trong tiền tệ nó có cái danh từ này Và có nghĩa là giấy Chúng ta xem ví dụ bên dưới Xeo lì Wo yao y trang bài trự Wo giao y trang bài trự Ní dồ ma Bạn lý à, tôi cần một tờ giấy trắng Y trang bài trự Bạn có không? Ní ma dù à, có chứ. Nì giao bãi trữ can sở mò. Nì giao bãi trữ can sở mò. Bạn cần giấy trắng để làm gì? giao xe y phân xin. giao xẻ y phân xin. Tôi muốn viết một bức thư. y phân xin là một bức thư. Nì kỳ sĩ xẻ xin à. Nì kỳ sĩ xẻ xin à. Bạn viết thư cho ai vậy? A kỳ B xẻ xin là A viết thư cho B. Ở đây là ní kệ sĩ sẽ xin á. Bạn viết thư cho ai vậy? của kệ má mạ sẽ xin. của kệ má mạ sẽ xin. Tôi viết thư cho mẹ. Dù sẵn mơ sư ma. Dù mơ ma. Có việc gì không? Wà cao su thá. Sia cơ yue. Wà chi hãng râu. Wà cao su thá. Tôi báo cho mẹ biết. Tôi báo cho bà biết. Sia cơ là tháng sau. Wà chi hãng râu là tôi đi hàng châu. Bú hủy giá. Không có về nhà xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nha. Xiao li, wǒ yau yi chẳng bài trừ, nì yêu ma. Yoa, nì yêu bài trừ, ganh chồng ma. Wǒ yau sè y phong xin. Ni kay xui sè xin na. Ni kay xui sè xin na. Wǒ kay mama sè xin. 有什么事吗？”我告诉他：“下个月我去杭州。”我告诉他：“下个月我去杭州，不回家。”Kế tiếp chúng ta có từ thứ 14 Từ thứ 14 là phân Phân âm bán Việt là phân Vẫn còn dùng nhiều phân chia đó Ở trên bát ở dưới đau Và với cái nghĩa là su Trước đây chúng ta gặp nó với cái nghĩa là phúc bây giờ có nghĩa là xu. Xin quên trơ bị chén. quên bị Xin hỏi cây bút này bao nhiêu tiền? Trư là lượng từ của bị trơ trư bị tô xào chén. San khoai chi máu ủ phên. San khoai chi máu Ba đồng bảy hào năm xu. San khoai chi máu ủ phên. Wǒ yào liǎng zhī. Wǒ à, tôi tôi cần hoặc là tôi mua hai cây. Ý công 7 khoai 4 mẫu 5 phân. Ý công 7 khoai 4 mẫu 5 phân, tổng cộng là 7 đồng 4 hào 5 xu. Kỷ nị xén, kỷ nị xén à, tiền đây anh. Xie xie, à, cảm ơn. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xin quên, trời trời bị tôi sao xén. Sán khoai chi máu ủ phân. Wo chi sư máu phân. chen. Sia tiếp nữa chúng ta có từ thứ mười lăm. Từ thứ mười lăm là việc là phụ thân. Phụ thân thì có nghĩa là bố, hay là cha, hay là ba gì đó thôi. Nhưng mà chúng ta lưu ý là khi mình gọi bố mình Thì mình gọi là ba bà Từ này thiên về văn viết hơn Dùng trong khi nói gián tiếp nhiều hơn Chúng ta xem Xèo trang xeo ngủ, suy dấu dùng ba Xèo trang xeo ngủ, suy dấu dùng ba Bạn Trương à Xeo là buổi chiều Thì ta sẽ ngầm hiểu là chiều hôm nay á Chiều nay chúng ta đi bơi nhé Hòa mình suy dấu dùng ba Tôi bố chị, xeo vụ hòa mảnh là Tôi bố chị, là Uh, xin lỗi buổi chiều tôi bận rồi qua mạng là ní dụ à ní dụ à? bạn có việc gì vậy 11:30, một điểm ban của đến Bắc Kinh rưỡi đến Bắc bố tôi đến Bắc Kinh uh, tôi phải đi đón ông tôi phải đi đón ông tôi phải đi bố Mình Miễn thiên chẳng mấy giang, ngày mai thì thế nào? Miếng thiên của bố mạng, chỉ tiền suy tốt khứa gì? Miễn thiên của bố ngày mai tôi không bận rộn gì hết. Chỉ tiền suy tốt khứa gì? Mấy giờ đi cũng đều được cả. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xeo trang, xeo vũ, wà mẹ suy dấu dùng ba. Tôi bố chỉ, xeo vũ, wà mạng là. Nhi dầu sống mất sư à? 十一点半，我父亲到北京，我要去接他。明天怎么样？明天我不忙，几点去都可以。 Cái tiếp chúng ta có từ thứ 16 đó là từ mù xin. Mù chiến âm bán việc là mẫu thân. Mẫu thân thì có nghĩa là mẹ thôi. Và từ này cũng thường để nói gián tiếp nhiều hơn. Còn nếu mình gọi mẹ ơi hay là mẹ gì đó thì ta sẽ thường dùng là mama. Chúng ta xem ví dụ bên dưới. xiao hoảng. xiao hoảng. Ní mù chiến trú giai sang hải ma. Ní mù chiến trú giai sang hải ma. Bạn Hoàng à. Mẹ của bạn sống ở Thượng Hải phải không? Có sống ở Thượng Hải không? Pu tha gân của chị chê trú chai sanh tôn Bù, tha gân của chị chê trú chai sanh tôn Không, bà sống ở Sơn Đông với chị tôi Tha gân của chị chê Tức là mẹ cùng với chị tôi trú chai sanh tôn Sống ở Sơn Đông Tha cho sống ở cung cho Tha cho sống ở cung cho Bà làm nghề gì? Bà làm công việc gì? trẻ trước đây mẹ là giáo viên ở đại học giảng viên đại học Sen dài thuê siêu là xem dài siêu là bây giờ thì nghỉ hưu rồi thuê siêu là nghỉ hưu ta bà dạy cái gì đó là bà dạy môn <laughs> gì tha bà dạy tiếng Anh xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào 小黄，你母亲住在上海吗？不，她跟我姐姐住在山东。她做什么工作？以前她是大学老师，现在退休了。她教什么？她教英语。 và như vậy chúng ta có từ mở rộng là thuy siêu thuy siêu là nghỉ hưu âm bán việc là chữ thoái hưu thoái là lùi lại và chữ hưu là nghỉ ngơi lùi lại nghỉ hơi không có làm việc nữa thì có nghĩa là nghỉ hưu kế tiếp xin mời mọi người chúng ta xem từ thứ 17 à, từ thứ 17 là lì dỗ lì là chữ lữ và dỗ là chữ du lùi dỗ là lữ du có nghĩa là à, du lịch thôi Xin mời mọi người chúng ta cùng xem ví dụ bên dưới. Xa cơ trung của Xa trung của Tháng sau, bố mẹ tôi đi Trung Quốc du lịch. Như vậy, trong cái phần trước, chúng ta có nói là phu xin là bố và mù chín là mẹ. Bây giờ hai cái từ đó ghép lại, nó tắt lại là phu mụ, có nghĩa là bố mẹ thôi. Ông nói việc là phụ mẫu. Tháng sau, bố mẹ tôi đi Trung Quốc du lịch. Đi du lịch Trung Quốc

Wǒ hěn tôi rất bận. phu bố mẹ bạn đi Trung Quốc bao lâu? tôi chịu là bao lâu? Chúng ta cũng có thể nói là duō chǎng sǐ Vì chiều có nghĩa là chǎng thôi. Chiều là lâu thì bằng với thời gian dài tháng sǐ Thời gian Thời gian là khoảng nửa tháng ta yue đây là khoảng ban cơ là nửa tháng xin trung thiên hình hoài xin trung thiên hiện nay trung quốc đang là mùa thu chi hình hoài thời tiết rất là mát mẻ tuy à tuy à đúng vậy trung trung đúng vậy mùa thu là là gì? Trung của Duy Hào Tư Thiên Chi, thời tiết tốt nhất của Trung Quốc đấy. Rồi xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Xa cơ yue, của phu mù suy trung của lì dỗ. Nì bu kênh tham mên y chỉ suy má. Xa cơ yue, của chinh lì sống mây của lại. Của 你父母去中国多久？时间大约是半个月。现在中国是秋天，天气很凉快。对啊秋天是中国最好的天气。tiếp nữa chúng ta có từ thứ là t r Trừ không là chỉ hôm trước ta có cái từ trừ họ trong bài 2, bài 3 gì đó trừ họ là đành phải hoặc là chỉ đành thì trừ không là chỉ trừ vô là chỉ có âm bán việt là chỉ và hữu chỉ hữu thì không thấy dùng nhưng mà chỉ không vẫn còn dùng và hữu không vẫn còn dùng chúng ta xem ví dụ bên dưới xeo quán ní vô chỉ trừ bì à xeo quán ní vô chỉ trừ bì à bạn vương à bạn có mấy cây bút về ní vô chỉ trừ mấy cây bút và trừ vô y chứ Tôi chỉ có một cây thôi, tôi chỉ có một cây thôi. tơ bị nó, tơ bị nó thấy bút của bạn đâu rồi từ nơi này vốn có nghĩa đó, à, bút của bạn đâu? Tiêu chai nã lì là trầu của thò. Tiêu chai nã lì là trầu của thò. Tiêu là vứt mất gì đó, mất ở đâu rồi tìm không thấy, bị lạc mất ở đâu rồi tìm không thấy. Chúng ta xem một ví dụ nữa. Chủ tiên chỉ có rảnh suy khăn tiên diện à? Chủ tiên chỉ cơ rảnh suy khăn tiên diện à? Hôm qua có mấy người đi xem phim vậy? Chỉ có rảnh là mấy người suy khăn tiên diện đi xem phim. Chủ yếu của ý cơ rảnh, của ý cơ rảnh là một mình tôi. Chủ yếu của ý cơ rảnh, chỉ có một mình tôi thôi. Xèo lĩnh tham ơn tôi mạng là? Xèo lĩnh tham ơn tôi mạng là? Tham ơn là chúng nó hoặc là bọn hay là tuổi gì đó xèo lín tham mến là bọn xèo lín hoặc là tuổi xèo lín à, bọn lâm bọn uh, tiểu lâm gì đó tố mãn là tuổi tiểu lâm đó mà bận hết rồi xin mời mọi người chúng ta cùng đọc xèo quán ni yêu chị trứ bỉ à wow y trứ ni đơ bỉ nữa

À, có thể đọc thành thanh nhất cũng được và có một số vùng ở Trung Quốc hoặc là Đài Loan đâu người ta cũng có thể đọc là sinh sĩ tức là từ sĩ nó đọc thành thanh hai là sĩ cũng không sao cả nó đặc điểm vùng miền thôi. À mới việc là tinh kỳ tinh này là tinh tú vẫn còn dùng kỳ này là chu kỳ vẫn còn dùng nhiều. À, nghĩa thứ nhất là thứ ở trong tuần như vậy là từ thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy và chủ nhật vẫn dùng từ sinh sĩ này. Rồi chúng ta xem các cái ví dụ bên dưới nè. À, chúng ta lưu ý có một điều đặc biệt là trong tiếng Việt mình thì bắt đầu à, thứ hai nhưng mà trong tiếng Hoa nó là từ thứ một. Như vậy thứ hai của mình thì trong tiếng Hoa nó nói là xin xí Và thứ ba là xin xí ơ. Thứ tư là xin xí san. Thứ năm là xin xí sơ. Thứ sáu là xin xí ủ. Thứ bảy là xin xí liu. Và chủ nhật là xin xí thiên. À, cũng có thể nói là sinh si rơ, nhưng mà sinh si thiên thường dùng trong văn viết nhiều hơn. Chúng ta lưu ý là nó lùi lại ha. Xin mời mọi người chúng ta cùng đọc nào. Sinh si y, sinh si r, er, sinh si san, sinh si si, sinh si sinh si liu, sinh si thiên, sinh si rơ là chúng ta phải đọc nhiều nó để quen thứ nhất là quen số cái thứ hai là nhớ lùi lại thứ hai thì tiếng hoa nó chỉ là xin xí ý thôi cho nên thứ bảy của mình nó sẽ là xin xí liêu chúng ta lưu ý như vậy là được rồi chúng ta xem các ví dụ bên dưới xin quên thiên xin xí chỉ xin quên chín thiên xin xí chỉ xin hỏi hôm nay thứ mấy như vậy là chúng ta hỏi về thứ được rồi nhé hôm nay thứ mấy nó nói cũng giống tiếng việt xin xí chỉ Xin thiên xin xí ý

và chúng ta lưu ý là sinh xí này còn một nghĩa khác nữa là tuần như vậy một tuần sẽ nói là ý hai tuần là lèn cơ chúng ta lưu ý như vậy xem ví dụ bên dưới sàn suy Trung Tôi muốn đi Trung Quốc du lịch tôi định du力, đi Trung Quốc du lịch đi du lịch Trung Quốc suy suy bạn định đi bao lâu Bạn muốn đi bao lâu? Tôi chỉ có tuần à, tôi chỉ có thời gian 2 tuần thôi 我只有两个星期的时间. Na nì yên cai chui bầy chiến hở sang hải ba Na đây có nghĩa là thế thì Nì yên cai chui Bạn nên đi Đi đâu nào bầy chiến hở sang hải Đi Thượng Hải Đi Bắc Kinh và Thượng Hải Na nì yên cai chui bầy chiến hở sang hải ba Họ của thiên nì ta Họ của thiên nì ta Vâng tôi nghe lời bạn Nì ta có nghĩa là nì ta hoa Vâng tôi nghe lời bạn của thiên nì ta và chúng ta lưu ý là cái từ xin xí này nó bằng với một từ khác nữa là lì bai. À, chúng ta muốn dùng từ nào thì dùng. À, lì bai cũng có nghĩa là thứ hoặc là tuần. Y chang vậy như vậy là lì bai y lì bai er, lì bai san, thứ hai, thứ ba, thứ tư, cho đến thứ bảy là lì li bai liu và chủ nhật là lì bai thiên. Cũng có thể nói là lì bai rơ. Và dí cơ lì bai là một tuần, lèng cơ lì bai là hai tuần. Như vậy là về cơ bản là nó dùng cũng giống như xin xí

Và đến đây mình xin kết thúc phần 2 trên 5 của bài 14. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. chúc mọi người học tốt cái môn ngoại ngữ này nhé. Xin chào.